Anh vào đời bằng lối nhỏ, còn em vào đời bằng lối to. Tại sao nó lại đủ? Thì em lo rất là nhiều thứ như vậy. Trong khi chị biết là em cũng không có phải là đắc xô như nhiều ca sĩ khác. Em cũng đắc xô mà chị, không đắc xô gì, nhưng mà em lại đắc những số kia nữa. Yêu một người thì phải có, người đó phải có ý chí hơn mình, mạnh mẽ hơn mình, bảo vệ che chở cho mình, kiểu không phải là lo lắng cho mình hết tất cả mọi thứ, chu chi cho mình để mình mua cái này mua cái kia, mua nhà mua xe, mà chỉ cần là ốm đau có mặt ủng hộ mình trong lúc mình suy sụp nhất. Em không cần phải yêu đại gia, nhưng mà nếu có đại gia lo cho mình thì tốt chứ sao. Thì thường đại gia là người ta đứng đầu một cái doanh nghiệp thì người ta sẽ tạo công việc được cho rất nhiều người và họ rất là giỏi. Họ lo che chở cho mình được thì tốt thôi, có sao. Chị nhìn em đi, nhìn em nhìn dấu rất là con nít như thế này thì là có sự quyến rũ gì đâu mà ai mà yêu em được. Đại gia nào mà để ý tới em. Em nghĩ là nếu có cũng tốt, nhưng mà thường thì những người đó là có gia đình rồi. Mọi người quay câu hỏi ngược lại là chắc chắn là Hiền Hồ phải là đại gia mới có thể dám chi trong cái MV xịn như vậy. No. Những cái năm vừa qua Hiền đã đi làm rất là nhiều. Mọi người cũng biết là Hiền Úc đi diễn rất là nhiều. Hiền rất là đầu tư cho sản phẩm lần này. Có nghĩa là Hiền móc tiền túi ra và Hiền làm hết cho sản phẩm lần này. Hiền đặt hết niềm tin vào nó, đặt hết chất xám vào đấy thì Hiền nghĩ chắc chắn nó sẽ quay lại thôi, nhưng mà sẽ từ từ. Xác định làm theo con đường nghệ thuật là nghệ sĩ thì phải chấp nhận thị phi. Mà nếu mà khi một người mà mình làm gì người ta cũng không để ý nữa thì lúc đó là một cái điểm rơi rồi đấy. Nên em không muốn như thế một tí nào. Nên bây giờ em muốn làm, em vẫn muốn khán giả nhớ tới em bằng những sản phẩm âm nhạc nhiều hơn là những cái việc mà ngoài lề. Nhưng mà thường thì mọi người muốn để ý tới ngoài lề thì mọi người cứ để ý thôi. Không sao, nói thị phi cũng được. Miễn là mọi người vẫn còn để ý tới mình, mọi người vẫn còn chú tâm. Đó có thể không phải là mọi người ghét, mọi người vẫn muốn để ý thôi. Ghét hay không thì mình một phần và cái quan điểm nhìn nhận của khán giả một phần nữa. Mình không thể nào mà bắt người ta là phải thích mình và mình luôn luôn perfect được. Em không, cái điều đó là một cái điều mà rất là sai trái. Mình nghĩ là mình phải làm điều này để cho khán giả thích quá. Mình làm điều này khán giả mình có thích không? Không phải theo cái quan điểm mà cách sống á, miễn mình làm cái gì mà mình thấy nó không có hổ thẹn là được. Em nghĩ vậy thôi. Thì khán giả, những cái người mà có cùng cái quan điểm với mình thì họ sẽ thích cái điều đấy. Còn những người họ có cái cách sống khác thì họ sẽ có một cái chiều hướng khác.